Lễ phát động ra quân thu gom bao bì, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nhằm bảo vệ môi trường vừa được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật huyện Đất Đỏ tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng, xã Phước Long Thọ. Tại lễ phát động ra quân thu gom bao bì, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chung tay hành động, không dứt bỏ rác thải nông nghiệp để bảo vệ môi trường. Ngành nông nghiệp cũng kêu gọi bản thân mỗi người cần phải thay đổi thói quen, từng bước giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom xử lý theo đúng quy định. Dịp này, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Đức Đỏ phát tờ rơi hướng dẫn thu gom thuốc bảo vệ thực vật và thực hành sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng cho 30 hộ dân đang canh tác lúa tại xã Phước Long Thọ.